Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà, khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích, rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè. Không biết làm cái nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi. Cái nào làm ra đẹp hơn thì dùng. Được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. Có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết. Mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết. Mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm. Nhưng bạn làm đau quá. Mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được. Mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn. Đau lắm. Mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi không xong rồi. Như vậy mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chờ anh đá nâu, qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu, tay tôi chọn anh. Nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Sao cô chưa ngủ nữa? Dạ, con chơi một chút rồi ngủ. Cất ngay rồi lên giường ngủ cho mẹ. Dạ. Các em về nhà làm bài tập đầy đủ, mai nộp lại cho cô nha. Dạ. Bài tập làm cả đống luôn, làm gì nổi. Con về rồi. Về rồi hả? Về rửa tay ăn cơm nghe con. Nay ăn khổ qua nhiều thịt ha. Hả? Trái đó đắng lắm. Sao mẹ không chiên gà cho con ăn? Trời nóng ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu con. Thôi lẹ đi. Ăn cơm còn nghỉ trưa nữa. Dạ. Sao chán vậy trời? TV mà chả có gì hay hết. Ba, cho con coi kênh khác được không? Chỉ mỗi có hoạt hình không à. Mấy kênh còn lại ba khóa hết rồi. Vì mấy kênh còn lại con chưa đủ tuổi để coi. Có hiểu không? Chán quá. Hay ba cho con dùng máy tính đi. Để làm gì vậy con? Thì để con vừa học vừa coi những thứ con thích. Ba không nha. Con hỏi mẹ đi. Nhưng mà ba chắc chắn mẹ cũng sẽ không. Sao vậy ba? Vì con sẽ không chỉ học trên máy tính, mà con sẽ tìm kiếm những thứ không tốt trong đó. Và con còn làm tốn thời gian của con nữa. Ba giờ mới được làm những điều mình muốn thôi. Khi nào con lớn đi. Làm gì cũng không được. Muốn gì cũng không xong. Chán muốn chết. À, ba có cái máy. Hồi trước biến mình với bụng bự thành ông cụ. Giờ mình chỉnh lại, chắc cũng chỉ như đủ lớn thôi. Đúng là có lúc chỉnh lứa tuổi. Mình sẽ chỉnh mình đến 30 tuổi. Ủa, em mới có 5 giờ sáng.
mà đồng hồ đã kêu rồi. Vậy lẽ mà đi làm, ở đó mà thắc mắc. Làm gì? Đi làm kiếm tiền, bà 30 tuổi rồi, không còn học sinh tiểu học đấy đâu. Đúng rồi, cái máy, mình quên mất. Hay quá, mình lớn rồi. Trời ơi, vậy rồi thì làm lẹ cho xong công việc, chút nữa đợp sếp. Sếp nói không có trong ngày hôm nay, là đốm bị đuổi việc đó. Chết mình rồi. Đi làm đi, tới giờ rồi. Rồi, không rồi. Nhưng mà chưa ăn sáng hả? Không có thời gian đâu, đi đi. Đuối quá, đói quá đi. Có đồ ăn trên bàn kia, ăn đi. Ủa, sao hôm nay nó ngon vậy ta? Mau lên, còn làm việc gửi sếp nữa kìa. Không muốn làm nữa đâu, mệt lắm rồi. Thay cho tôi đi. Hả, vậy là thành con nít rồi. Sao rồi con trai? Con muốn lớn nữa đâu, lớn cực lắm. Con đừng có lo, hãy từ từ tận hưởng bản thân mình khi còn nhỏ. Để khi con lớn lên, con sẽ nhớ lại thật vui vẻ, chứ không phải là hối tiếc nha con. Dạ, con hiểu rồi. Cuối cùng, tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con. Chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp, chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tai to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Zuzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi, ở hành tinh Juju mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi, tài to tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi, thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Ha ha ha!
Lần này chắc tay tao sẽ giận mình lắm đây. Con gấu này bạn nó quý nhất mà, mình lại làm lỡ tay hư nó. Mình thật là hậu đậu mà. Tao tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi, mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình đợi cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhà mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Hả? Là mình nè. Ồ, bạn mũi. Bạn làm gì mà tao hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt. Mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bức tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ồ, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ồ, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời trời, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn nữa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con, mẹ vui quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Hồi đó bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui, buồn, giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Thế giới riêng của mình rồi. Mình sẽ đợi bạn đấy, không gặp không về, nhớ nha. Ai vậy ta? Ai vậy? Gấu nhỏ. Gấu nhỏ hả? Gấu nhỏ, sao mình không nhớ ra ta? Ghê thiệt, bụng bự có người hâm mộ nha. Không biết hâm mộ hay hâm dọa nữa.
bụng bự có muốn gặp lại gấu nhỏ không? Mình chỉ ai nay là không biết bạn gấu nhỏ có đến điểm hẹn không nữa. Với lại mình đã hẹn gì với bạn ấy ta? Mình muốn biết thì kiểm tra thôi. Tụi mình sẽ quay lại ký ức nào. Chắc bụng bự đã quên cách hẹn với mình rồi. Dù gì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bụng bự, tiếc là mình không còn cơ hội để đưa món quà này cho bạn. Vậy là mình không đến điểm hẹn hả? Lúc đó mình làm gì vậy ta? Bạn có nhớ gì không bụng bự? Để mình chạy ra hỏi bạn đó. Bạn bước ra sẽ làm thay đổi quá khứ đó. Chúng ta là người hiện tại mà. Nhưng mà mình thấy ức chế quá à. Mình quay lại đây á là để hiểu rõ mọi việc mà. Đây là kính lúp vượt khoảng cách. Chỉ cần bạn tập trung nhìn vào và nghĩ đến điều bạn muốn thấy thì nó sẽ hiện lên. Đâu để mình coi coi. Mình sốt ruột quá à. Bụng bự, đi ngủ đi con, trễ rồi đó. Dạ, con coi xong tập phim này á là con sẽ ngủ à. Phim hay quá à. Trời ơi, gấu nhỏ đợi như vậy mà hắn ở nhà ngồi coi phim hoạt hình kìa. Tức quá à, mình vô tâm quá à. Những ngôi sao này, điều gì bạn mà làm? Sao bạn lại không đến? Gấu nhỏ, mình nợ bạn một lời xin lỗi. Tội bạn ấy quá à. Bạn đứng đây xin lỗi người ta cũng đâu có biết đâu. Có cách gì hay không đó? Chuyện hiện tại phải quay lại hiện tại mới giải quyết được. Là bụng bự đúng không? Các bạn vào nhà đi. À, các bạn muốn biết chuyện trong ký ức à? Hồi đó mình bị gãy chân nên không có đi đâu được, rất là buồn chán. Nhà chỉ có mỗi mình lại không có bạn bè nên mình rất là cô đơn. Nè gấu nhỏ, mỗi ngày trôi qua bạn có điều gì vui á thì gấp một ngôi sao đi ước nha. Nhờ bụng bự mà mình đã vượt qua được những ngày khó khăn đó. Mình thiệt là vô tâm, đã không đến điểm hẹn. Xin lỗi bạn nha cô nhỏ. Mình cũng quên rồi. Nhờ vậy mà bây giờ mình lại có thêm hai người bạn nữa nè. Nè đớp bụng bự, hai bạn có qua lời hứa nào với mình không đó? Có mà được à. Thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Bạn ơi, người hoàng đến. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi. Mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì? Là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có mà hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vài hôm. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều. Đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Wow, mình đang cần, tự nhiên có cái xài miễn phí. Giờ mình phải chơi với nó mới được. Trời,
sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay, còn bạn nào chưa hiểu không? Nè Đớm, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè con. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em... Đớp, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu rồi. Phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao cái iPad này có thể biết là có quái vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt mặt mỏ vậy? Cứu thế giới! Cứu tôi! Chuyện gì vậy xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Ồ, thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện, rồi không lo học hành. Mình hiểu rồi, mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi học. Tạm biệt. Nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng. Hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đâu ơi. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô Mặt Trăng ơi! Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn Mặt Trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn Mặt Trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á. Cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn Mặt Trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ.
đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi. Các bạn mặt trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu mặt trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em mua cà trong anh chẳng làm. Đúng, đang làm gì vậy? Vào đi, mình đang suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn, về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình. Như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai, cái đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Ai, cái đồ điện tử hư cũ, bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Mình cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Theo dõi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chứ, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot kiểu như là tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Mẹ con, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà dọn nhà thì sao mà dọn tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mấy con có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa, rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học. Nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc này không? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao. Cậu Cáo sống một mình hả ba đến? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao đâu con. Con giúp ba cái chậu nha. Anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta? Ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi.
Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới, mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới, kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi, có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Đừng có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy này trời? Trời ơi, bão tới, bão tới. Đồ đạc của tôi, đồ đạc của tôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi. Chết rồi, chặt con cáo, bị tóc máy. Phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cố gắng ra. Bấm chắc vào đi, chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá, sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á. Vậy không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi, xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất. Kiên nhẫn rồi đó. Đã bỏ qua vụ xé một đống vỏ rồi, không đánh đòn, giờ tiếp tục ném phi tiêu. Sao chị nổi hả? Không đánh đòn em là không được mà. Tội này mé ra biết không? Đừng tưởng em khóc là hay ha. Anh không sợ mẹ đâu. Ôi trời ơi, trời ơi, nín nha, nín nha, ổ cưng nè. Ai dám ăn hiếp, chọc kẹo đốm em nè. Nói mẹ nghe coi. Được rồi, để mẹ xử cho nha. Sao vậy con? Sao hai anh em chơi với nhau mà con không chịu nhường em? Dạ, thì con đã nhường cho em 4 quyển vở, rồi em ấy sẽ tan nát rồi. Đã vậy, cứ nhắm thẳng vào con mà ném nữa mẹ. Thì con là anh, con phải nhường nhịn em chứ. Em của mình mà, biết chưa? Trời ơi là trời, thành phố Lego của tôi, công trình xây dựng 3 ngày của tôi đó. Trời ơi, sao em lại phá như vậy hả? Có chuyện gì nữa hả? Mày nhìn mà xem kìa. Thì đồ chơi thôi mà con. Không, không phải đồ chơi, là thành phố thu nhỏ của con. Làm thành phố lại có gì đâu con. Là công trình 3 ngày của con đó, mày biết không? Thì làm lại. Con làm anh mà. Làm anh là phải biết nhường nhịn em, vì đó là em của mình. Làm anh là phải biết nhường nhịn, đúng không mẹ? Đúng rồi. Làm anh rất là khó, đâu phải chuyện đùa. Vậy thì con không làm anh nữa, con bực bội lắm, con ghét. Có chuyện gì vậy mẹ Đốm? Vậy đó, chỉ là việc nhường nhịn em thôi mà. Sao Đốm anh lại giận dữ dữ vậy? Em sai rồi đó. Yêu thương con là đúng, nhưng mà phải đúng cách nữa kìa. Là thì phải là cả hai, không phải là anh thì lúc nào cũng phải nhận phần thiệt về mình. Đốm anh khó chịu là vì em không công bằng đó. Em cũng vô ý quá. Một lát nữa con về, em sẽ xin lỗi con và thay đổi thôi. Hay quá, siêu nhân bắt đầu vùng dậy rồi. Đã quá, cuối cùng cũng thắng. Thiệt là ngầu. Không biết cảm giác đó thì như thế nào ta.
Ba ơi, con muốn được làm siêu nhân. Con học giỏi thì đã là siêu nhân của ba mẹ rồi còn gì nữa. Không phải, siêu nhân á là phải đi cùng thế giới như trong phim á ba. À, trong phòng thí nghiệm của ba có cái áo choàng đó. Đâu ba, cho con mượn đi cứu thế giới đi. Nhưng mà con phải làm theo ý của nó mới được, con có chịu không? Miễn sao con được mọi người ngưỡng mộ là được. Xin chào, từ giây phút này cho đến hết ngày, ngươi sẽ là siêu nhân. À, đã quá, giờ làm gì ta? Ra ngoài giúp đỡ mọi người thôi. Đồng ý. Nào, nhanh giúp cô lao công đó đi. Mình đi cứu thế giới mà. Bạn muốn làm siêu nhân thì nghe mình đi. Đi liền. Con thiệt ngoan quá, còn nhỏ mà giỏi ghê. Ba mẹ con chắc vui vì con lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn ở trước kìa, có chuột con bị té đang khóc đó. Lại đưa chuột con đó về nhà đi. Bao giờ mới cứu được thế giới đây? Chuột con ơi, em bị sao vậy? Em chạy bị té, giờ đi không nổi. May mà có con, chứ không cô không biết làm sao luôn á. Dạ, con cũng tình cờ thôi, không có gì đâu con. Em cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Còn nữa, nhìn phía trước kìa, có bà bò già đang không nhìn thấy đường để qua đường. Đốm qua giúp bà bò đi. Ủa, mà sao Toàn làm việc đơn giản không vậy? Chán quá à. Cảm ơn con nhiều lắm. Dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa. Bà mẹ con sẽ vui lắm đây. Dạ không có gì, con chào bà con đi. Vui hơn lúc đầu giúp người chưa? Giúp mọi người xong thấy vui ghê. Mà chán lắm luôn á. Mình vẫn muốn cứu thế giới rồi. Vậy mà còn chưa hiểu ra nữa hả? Ghê quá vậy? Thì việc lớn của bạn đó. Trời ơi, nguyên một con quái vật. Bây giờ làm sao đây hả chuyện? Không biết làm gì mà sáng giờ cứ đòi cứu thế giới. Mình đâu có nghĩ là nó khó như vậy đâu. Nhanh ra. Từ đâu xuất hiện đi hùng con đến vậy? Khúc đây. Đi ngay. Tại lẽ đâu ra mà đóng cứu vậy? May mà có mọi người, chứ nếu mà không có, con không biết còn như thế nào nữa. Con đã giúp mọi người thì mọi người không thể làm lơ mà không giúp con được. Ngoài việc học hành giúp đỡ ba mẹ mà con có thể làm những điều nhỏ nhặt để giúp mọi người thì đã là một siêu nhân rồi đó. Siêu nhân có nhiều ý nghĩa, không phải cứu thế giới mới là siêu nhân đâu con à. Hay quá, con hiểu rồi. Con cảm ơn mọi người. Đăng ký tham gia cuộc thi họa sĩ tài năng Ngân Hà, cả nhà ủng hộ nha. Con làm họa sĩ hả? Có làm được không? Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa thấy con làm cái gì kiên nhẫn á. Thì con sẽ học sự kiên nhẫn mà. Không biết được mấy bữa nữa đây. Hội họa là công việc cần sự tỉ mỉ mà con thì em à, đừng có làm con nản chí. Nhưng sao vậy anh, vẫn chưa thành công hả? Chưa đâu em, con phải thử vài chục lần nữa mới được. Con sẽ thành công ngay lần đầu tiên, chắc chắn con sẽ đạt giải nhất hội họa. Cứ để cho con thử sức, thành công hay thất bại thì cũng là bài học quý giá mà. Chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi là trời, tôi không thể dễ đâu trời ơi. Sao khó vậy nè? Nước gì em ạ? Nước tự tin đó con. Con chỉ cần uống vô, thích làm việc gì thì việc đó sẽ thành công. Yeah, cho con uống đi. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Đó là con phải nghĩ đến điều mà con thích vẽ nhất. Sau đó vẽ đúng 100 lần thì thuốc mới có tác dụng được. Dạ được, chỉ cần có ly nước này con sẽ làm được mọi thứ. Con đi tìm cảm hứng đi vẽ đây. Con có vẻ quyết tâm, em chỉ sợ con bị tổn thương thôi.
Trễ quá rồi anh, hay là em đi tìm con, lỡ con... Con bỏ cuộc. Con đã vẽ đủ và liên tục bức tranh hước 100. Nhưng con... Sao? Là con vẽ hả? Thật là con vẽ hả? Nó quá gớm đúng không? Cuối cùng em cũng đã tìm được nét giống nhau giữa em và con rồi. Nó rất là đẹp. Con à, con đúng là có năng khiếu đó. Cũng nhờ có thuốc hỗ trợ của ba thôi, chứ thật ra thì... Đó chỉ là ly trà sữa dâu thôi con à, không phải là thuốc đâu. Con tự làm và giỏi mà. Ai bắt con vẽ một chỗ bức tranh hả? Đó là điều kiện để giúp con học tính tỉ mỉ đó. Cố gắng lên, thành công sẽ đến. Bụng bự, nhanh lên, sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, em tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. À, còn chút xíu nữa mới xong mà, sao hết giờ sớm quá vậy? Đớp, bụng bự, bỏ viết xuống, hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Được rồi, mình lên trước, bạn qua sau nha. Hả? Ai đó? Tôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Mau trốn đi bụng bự, trốn đi. Mình trốn nha, mọi chuyện trông chờ vào bạn á. Sắp bài của mình với bụng bự đâu rồi ta? À, đây rồi. Bài này mà cô chấm chắc 2 điểm, sửa lại thôi. Thôi chết, bác bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng được sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đớm, 9 điểm. Đớm, đập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. À, bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đớm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. À, sao hôm nay không thấy ông mặc trăng vậy ta? Ha, nay tối rồi mà ông mặc trăng chưa lên nữa. Bình thường là giờ này ông mặc trăng sáng trưng rồi đó. Chẳng lẽ mặc trăng có chuyện gì sao ta? Không lẽ ông mặc trăng bị bắt cóc? Không xong rồi, phải đi tìm ông mặc trăng thôi. Đi thôi. Phải nhanh thôi, trời sáng là khó tìm được ông mặc trăng lắm đó nha. Tối rồi sao ba đứa còn vào rừng? Dạ, tụi con nghĩ là ông mặt trăng đã bị bắt cóc rồi. Mặt trăng thì làm sao bị bắt cóc được? Thôi đi về đi, đi vào rừng giờ này nguy hiểm lắm à. Không được, lỡ như ông mặt trăng đã gặp nguy hiểm thì sao? Vậy thì nguy to rồi, nhất định phải đi tìm tiếp mới được. Bạn Hoa ơi, bạn có thấy ông mặt trăng đâu không?
Sao tối hôm qua thì mình không thấy nữa? Tụi mình nghi ngờ là ông Mặt Trăng bị bắt cóc đó. Hả? Bị bắt cóc? Đúng vậy, ông Mặt Trăng biến mất một cách kỳ lạ, không tìm nó được. Các bạn muốn tìm ông Mặt Trăng thì lên trời tìm, chứ vào rừng tìm thì sao mà ra? Vậy mà mình không nghĩ ra, ngu thiệt. Cảm ơn bạn Hoa nha. Không có gì, mấy bạn đi đi. Bạn sao ơi, thấy ông Mặt Trăng đâu không? Ông Mặt Trăng đang ngồi chơi bên đám mây bên kia kìa. Trời, hóa ra ông Mặt Trăng đang trốn ở đây nè. Cảm ơn bạn nha. Ông Mặt Trăng ơi. Mấy đứa đi đâu giờ này? Tụi con đi kiếm ông á. Kiếm ta có chuyện gì? Tụi con nhìn lên không thấy ông ở đâu hết, sợ ông bị bắt cóc. Sao ông lại cười? Hôm nay cái con không thấy ta là đúng rồi. Thực ra ta không có ánh sáng. Ánh sáng mà các con nhìn thấy là ta nhờ ông Mặt Trời giúp đó. Ta có 3 vị trí trong 1 năm. Một là khi trái đất của các con nằm giữa ta và ông Mặt Trời thì các con sẽ thấy ta hình tròn. Là những ngày mà mẹ hay bảo là rằm đúng không ông? Đúng rồi. Hai là khi ông Mặt Trời đối diện với trái đất của các con và ta thì ở bên cạnh các con thì lúc đó sẽ thấy ta hình lưỡi liềm. Còn hôm nay khi ta đứng giữa ông Mặt Trời và trái đất của các con thì các con sẽ không thể nhìn thấy ta được. Con hiểu rồi. Vì lúc đó ông Mặt Trời chỉ chiếu ánh sáng vào lưng ông Mặt Trăng thôi đúng không ạ? Đúng vậy. Nên cái mặt ta không được chiếu sáng, thành ra nó đen thui nên các con không thấy ta đó. Vậy mà tụi con nghĩ ông bị bắt cóc chứ. Về ngủ đi các con, trễ rồi đó. Dạ, tụi con về đây. Con cảm ơn ông Mặt Trăng nha. Đốm ơi, xuống lấy trái cây lên ăn nè con. À, dưa hấu, cảm ơn mẹ. Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha con, không có được vứt tùm lum đó. Dạ, con biết rồi. Mùa hè mà có dưa hấu thì bá chí bộ chét luôn. Ăn no thì là buồn ngủ. À, hôm nay là chủ nhật nữa, mình làm một giấc đi. Nó dám ném mình xuống đây nè, đồ xả rác bừa bãi. Đã đến chán rồi mà còn bị đối xử như vậy nữa nè. Hey, anh em, chính tên đó đã ném chúng ta xuống đây, vậy chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Báo thù, báo thù. Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể để chiến đấu. 500 anh em chúng ta cùng hợp nào. Nắng nóng quá đi. Cơ hội đến rồi kìa anh em. Ôi da, đau quá. Hả? Em làm sao vậy? Ôi da, trời ơi, bể cái mông tôi rồi. Anh có sao không? Anh dập mông thôi, để anh đỡ em vậy. Hình như em bị trật chân rồi đó. Đốm ơi, xuống đây mẹ nhờ một cái. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con bị té trật chân luôn rồi. Hả? Mẹ có đau lắm không? Mẹ không sao, nhưng con đi chợ giúp mẹ nha. Hả? À, con đi chợ? Con không biết cái gì đâu mà con mua. Con chỉ cần mua như trong giấy mẹ viết là được rồi. Nhưng mà trời đang nắng lắm. Đi có chút xíu mà than cái gì. Con không đi là tối nay ở nhà không có đồ ăn đâu đó nghe. Dạ, dạ, con biết rồi, để con đi. Ui da, em nằm nghỉ đi, để em đi lấy thuốc. Ba cũng té nữa hả? Ba vội vàng ra đỡ mẹ nên vô ý té đó. Thôi, con đi chợ lẹ lên đi. Dạ. Đang ngủ ngon là tự nhiên phải đi ra ngoài nắng như vậy, chán dễ sợ luôn. Ui, xém chi nữa là té với ba mẹ rồi. Ê! Đánh né nó còn dính nữa. Cuối cùng thì cũng té lỗi cho. Ê, lũ vỏ dưa kìa. Các người cố tình làm cho ba mẹ ta té đúng không? Chính người đó. Đưa bữa bãi, người ăn xong quăng tụi ta rớt đuôi đuổi xuống đất. Ba mẹ người đạp trúng thì té là đáng chứ sao. Nếu người gọn gàng sạch sẽ thì tụi ta đã không phải làm những việc như thế này. Này, mình sai rồi. Xin lỗi đã quăng các bạn bừa bãi. Còn la lỗ ông sòm nữa nha.
Vậy thì sửa lỗi đi, sửa lỗi đi. Mình phải làm sao? Bạn phải dọn sạch chúng mình và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ đó. Mình nhớ rồi, xin lỗi các bạn nha. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được nghe chưa? Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Ờ, đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình chèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này, dám vào đây ăn cắp ổi hả? Hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà? Mình bụng bự cũng lo ăn không à? Giờ làm sao? Chạy chứ sao? 1, 2, 3. Nè, ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tha cho tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha, phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái, lại còn có ý định bỏ trốn, học trò gì mà dưới dây. Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai, sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê, đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn á hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị ghé sau bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy?
Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bồ dạng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem máy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và Bụng Bự đi có sự theo dõi từ xa của bác, nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Nhanh nhanh nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình reo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói hả Bụng Bự? Đốm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận, mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa, nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây chỉ có mỗi mình là nữ, nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ, đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bàn tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình, nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đợi quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là Bụng Bự. Trời gì mà nóng như quỷ à. Ráng chịu đi, ở nhà cúp điện rồi, chỉ còn cách ra công viên hóng gió thôi. Ngoài này có khi còn nắng hơn. Ê ê ê, đằng kia có cái máy bán nước ngọt kìa. Ê, có mang tiền xu không vậy? Mình không có mang đồng nào hết á. Bó tay, mình cũng không còn đồng nào hết trơn. Ý,
mình còn một đồng xu nè. Hay quá, vậy là mình đỡ chết khác rồi. Trời ơi, lon nước có chút xíu thì ai uống ai nhịn đây. Bỏ có một đồng xu thì nó ra lon nhỏ là đúng rồi. Ê, hello mấy nhóc, mua nước uống hả? Sao hả mấy đứa? Khát lắm có đúng không? Có muốn uống nước ngọt không? Nè, cho mỗi đứa một lon nè. Dạ dạ dạ, con cảm ơn chú. Chú có lòng thì con có dạ. Sao dám từ chối ạ? Mình làm gì vậy? Bụng bự, sao lại nhận đồ của người lạ? À, lạ quá. Bạn nói gì vậy Đốm? Chú này mà lạ gì đâu. Mình nhớ có thấy chú này ở trên tivi rồi nè. Hình như đài gì ta? Để nhớ lại coi. Là đài thời sự, chuyên mục truy nã. Thôi mình nhớ ra rồi. Đây là tên chuyên bắt cóc trẻ em bằng thuốc mê. Cảnh sát đăng tin truy nã hắn mấy tuần nay rồi đó. Nói đúng lắm, giỏi quá chừng. Mà ta không chỉ biết xài thuốc mê thôi đâu, tao cũng biết xài dao nữa. Khôn hồn thì giơ tay chịu trói đi. À, bớ người ta, có bắt cóc. May cho các cháu là các chú vừa đi tuần tra ngang đây, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Mấy đứa nhớ sau này tuyệt đối không được nhận ăn hay uống bất kỳ cái gì từ người lạ, vì trẻ em là đối tượng rất dễ bị bắt cóc, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, Đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình ráp ráp này. Mẹ, mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn Đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ. Giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê Đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. Ờ hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn Đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ, nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn Đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ.
chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ Đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá! Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dương trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi. Tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè? Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu, đâu, đâu? À, thấy rồi. Mình tới trước để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sao? Không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường. Đó, chính là như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà cần qua bên kia mà Đốm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy đó? Thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé. Đúng là cách qua được này là tốt nhất. Dạ, ông Bá Chi, con chào bà. Cách qua đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian, nhưng lại là cách an toàn nhất. Đốm, bạn hay quá ha. Lần sau, mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Đừng có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình lắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chạy bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi.
hết hàng rồi nha mọi người. Gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá. Hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy Đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh Đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bong bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm? Nơi này mênh mông quá. Bong bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bong bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất hoang phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt, và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình, không được xả hoang phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Wow, sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ, mấy đứa chơi nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Thành được người tuyết rồi. Bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Yeah. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi. Chứ muốn mình làm được cái ào xuống liền à. Được không đó? Gần tới giờ ba Đốm ngước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ. Coi mình nè. Xong phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết. Bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong hai cái tay. Người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Ha 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 ha.
người đập người tuyết mà cậu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười. Cô có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. Xong rồi. La 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 la. Để xem mày có gì thoát được tao không. Ui. Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi chụp nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng va vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi, nó không trái đất thì nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà con chuột nhắt đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa. Con hứa, con hứa. Cho con ngủ xíu nó đi mẹ. Dậy đi, tụi mình bị bao vây rồi. Chào mừng những người bạn trái đất đã đến với mặt trăng của chúng tôi. Mặt trăng. Chúng tôi vốn chỉ là bầy thỏ mặt trăng, sống ở đây hàng ngàn thế hệ. Nhưng gần đây máy móc từ hành tinh các bạn liên tục đe dọa hành tinh của chúng tôi đó. Tụi mình hiểu rồi, tụi mình sẽ giúp các bạn. Gì chứ, máy móc là mình rành lắm. Thiệt là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Giúp xong là phải trả tiền nữa nha. Tụi này không có làm miễn phí đâu. Ây da, cái gì vậy? Đây chính là bãi rác mà phi thuyền của các bạn đã bỏ lại trên hành tinh của chúng tôi. Wow, bãi rác lớn thiệt.
Mà sao mấy bạn không chọn bớt đi, để vậy ảnh hưởng tới môi trường lắm á. Vì người trái đất đã để một con robot sổng chuồng, ai mà lại gần á đều bị nó tấn công. Sau khi mà ăn rác xong rồi á, nó còn xả khói đen làm dơ cái bầu không khí nữa chứ. Loại robot này có một cái công tắc sau lưng nhưng mà đã tắt được, thì cần phải đánh lại chúng nó. Lê lêu, con robot ở giờ. Tới đi đớm, tới đi đớm. Nguy hiểm quá. Quang Hùng, đâu rồi? Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ chúng tôi nha. Không có gì, chung tay bảo vệ môi trường là điều nên làm mà. Cho dù sống ở đâu thì môi trường sống cũng phải sạch sẽ. Lần này về mình sẽ nhờ ba kiến nghị cái phi thuyền không được đổ rác trên mặt trăng nữa. Cảm ơn Xuân là sao, phải trả tiền chứ. Bản nha, hết đòi ăn giờ còn đòi tiền nữa hả? Không biết hôm nay ai sẽ dạy mình không. Giờ học đặc biệt này mình hồi hộp quá à. Các bạn làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Một chút giáo viên vào lớp rồi sẽ biết. Xin chào các bạn nhỏ. Là ba của Đơm hả? Ba mình. Chào tất cả các thành viên của lớp học đặc biệt hôm nay. Bác Đơm ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ học về vũ trụ. Vũ trụ? Đúng vậy, hôm nay trong tiết học đặc biệt này, nhà trường đã mời ta đến để đưa các con đi tìm hiểu về vũ trụ. Hay quá. Chúng ta sẽ đi tham quan các hành tinh nha. Đây là hành tinh xanh đó các con. Hành tinh xanh? Gì mà con thấy toàn là xám xịt, có gì đâu mà xanh đó bà. Chỗ này trước đây cây cối mọc xanh cả hành tinh luôn. Nhưng sao bây giờ cây cối như thế này hả bác? Vì con người ở đây đã xả khí thải trên hành tinh này quá nhiều, làm cho cây cối ngộ độc mà chết hết. Rác thải hả, tràn ngập luôn. Khí thải quả là nguy hiểm quá à. Ê! À, cẩn thận. Bão tới rồi, chúng ta đi thôi. Đây chính là hành tinh hòa bình đó các con. Trời ơi, hành tinh hòa bình gì mà bọn robot đánh nhau ngậm cù đeo tùm lum à. Mà toàn là sắt thép không à. Sao kỳ vậy bác? Bác có nhầm không? Không nhầm đâu các con. Chỗ này trước đây rất là hòa bình, hành tinh rất là đẹp. Nhưng mà người hành tinh này tham lam, khai thác khoáng sản quá mức, để tạo robot đánh nhau tùm lum luôn. Kết cục là hành tinh này thành chiến trường như vậy nè, đúng không ba? Đúng vậy đó con trai. Bác Đơm, hình như chúng phát hiện ra ta rồi kìa. Bác nhanh lên đi bác. Xem rất tiền ở ngoài luôn rồi. Bây giờ chúng ta đến hành tinh khác thôi. Đây là đâu vậy bác? Sao giống trái đất quá vậy bác? Chính xác đó con, đây chính là trái đất. Nhưng nếu các con biết cách bảo vệ, không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường hay là tham lam, thì nó sẽ trở thành một hành tinh xanh, hành tinh hòa bình mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không bao giờ xả rác hay làm bẩn nước nữa. Vậy tốt nhất bạn nên giữ cẩn thận chiếc túi ni lông để bỏ đúng nơi quy định nha. Tai to nói đúng, rác ni lông rất khó phân hủy, nên nếu mình vứt lung tung thì dễ ô nhiễm môi trường. Giờ học hôm nay đã hết rồi, ta rất mừng vì các con đã hiểu, yêu quý và bảo vệ môi trường này. Xuất nè. Ê ê, mấy bạn cho mình chơi với. Ê, mèo đen xui xẻo kìa. Mèo đen xui xẻo hả? Đúng rồi, người ta nói gặp mèo đen là xui lắm đó. Chắc là người ta đồn bậy thôi á, chứ làm gì có chuyện đó. Ủa, mấy bạn đang bàn tán xôn xao gì vậy? Hào không có gì đâu. Mình với bò vàng có việc phải về trước rồi. Bạn ở lại chơi với Đớm và Bụng Bự nha.
Mấy bạn không thích thì về trước đi. Ba đứa chơi đủ vui rồi. Ý vui quá à. Chuyện cho tôi nè. Thôi chết rồi. Xui quá. Thôi không có gì đâu. Tụi mình nhận rác vào đi. Bạn nghĩ vừa nãy là trùng hợp hay là mèo đen xui thiệt vậy? Đá chai bành, không nhìn trước thôi. Ai cũng có lúc vậy mà. Thôi, chơi đá banh chán rồi. Hay là mình chơi bóng rổ đi. Nè, chụp đi nè. Đó giờ có ai nói bạn xui xẻo chưa hả mèo đen? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Thôi mình hiểu rồi, mình về đây. Mèo đen à, bây giờ mình mới tin á là chuột với bò vàng nói đúng rồi. Bớt người ta, cướp, bớt người ta. Tránh ra khỏi hàng nhóc này. Ném vậy mà cũng ném. Yeah, chúng ơi. Cảm ơn cháu nhiều nha mèo đen. Gặp được cháu ở đây thiệt là hên quá. Theo mình nghĩ, hên hoặc xui là do cách mình nghĩ thôi. Mọi thứ là trùng hợp thôi mà. Mình xin lỗi bạn nha mèo đen. Không có chi.